120. Mó ta hết tiền mày hết tiền. Bao tới năm xảy đây ngồi hít đi, giờ có lập. Không có tiền. Khổ lắm. Xin chào mọi người, mình xin lỗi về trọng nặng nha. Cho da đẹp. Nên bằng công thoa kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 5 để ngăn chặn cả tia UVA và UVB. Thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây ra nếp nhăn, đốm mô và các vấn đề nghiêm trọng khác cho da, trong đó có cả ung thư da. Do đó bạn cần bảo vệ da bằng mọi cách khi phải đi dưới trời nắng.